Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quay trở lại khung giờ quen thuộc để chúng ta gặp gỡ nhau. Bên cạnh đó để cùng tìm hiểu về những thông tin, những kiến thức và những giải pháp để giúp cho con em của chúng ta có một nền tảng sức khỏe tốt nhất. Và như thường lệ, ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với bản tin sức khỏe Nhi Khoa của tuần này. Trời nóng, cho trẻ nằm điều hòa như thế nào cho đúng? Điều hòa đã trở thành vật dụng không thể thiếu với mỗi gia đình vào mùa nắng nóng, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nó cũng mang đến cho ông bà, cha mẹ nỗi lo lắng trẻ dễ bị ho, viêm mũi họng, viêm phổi. Đa số các bố mẹ đều tin rằng khả năng chịu đựng và thích nghi của trẻ còn kém, nên nhiều bố mẹ còn không dám dùng điều hòa cho trẻ nhỏ, kể cả những ngày nắng nóng. Tuy nhiên đây là một quan niệm sai lầm, vì trẻ khỏe mạnh đều có đủ lớp mỡ để giữ nhiệt cho cơ thể. Cơ chế điều tiết thân nhiệt của trẻ cũng đã hoạt động để bé có thể ngủ ngon và an toàn ở cùng một nhiệt độ phòng như người lớn. Vì vậy, việc cho bé nằm điều hòa vào mùa nóng không tổn hại đến sức khỏe của bé như bố mẹ vẫn lầm tưởng. Tuy nhiên, khi cho trẻ nằm điều hòa, bố mẹ cần lưu ý một số điều sau. Điều hòa nên ở mức 26-28 độ. Tuy nhiên mỗi bé lại cảm thấy thoải mái ở một mức nhiệt khác nhau, nên nếu thấy bé ngủ ngoan, sờ gáy, ngực, bụng, lưng khô và ấm thì có nghĩa là vừa. Nằm điều hòa tạo cảm giác mát mẻ nhưng cũng rất dễ gây khô da, khô mũi. Bố mẹ cần lưu ý thường xuyên cho trẻ uống nước. Phòng dành cho bé nên có nhiệt ẩm kế để đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng. Độ ẩm lý tưởng trong không khí là từ 40-60%. Nên vệ sinh điều hòa mỗi năm ít nhất một lần để đảm bảo vệ sinh cũng như giữ nhiệt độ của điều hòa được ổn định. Không nên cho bé di chuyển đột ngột giữa trong ngoài không gian điều hòa. Bố mẹ hãy mở cửa ít nhất 3 phút, cho con đứng chơi gần cửa để quen với luồng khí nóng bên ngoài. Bật quạt thông gió để tạo sự thông thoáng cho không khí trong phòng. Trẻ nên tập phản xạ nhai từ 6 tháng tuổi. Tập phản xạ nhai cho bé vốn là điều thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho trẻ. Nhiều bố mẹ nghĩ rằng bé chưa có răng thì chưa thể nhai được, quan niệm này chưa đúng. Thực tế bé có thể học nhai từ lúc bắt đầu ăn dặm, không liên quan đến có răng bé mới chịu nhai. Các bác sĩ cho biết bé nhai tốt thì sẽ ít biếng ăn, ít ngậm thức ăn và phun thức ăn. Nhai sẽ làm tiết nước bọt, men tiêu hóa làm bé ăn ngon miệng, thức ăn cũng được hấp thụ tốt hơn. Để giúp bé tập nhai, bố mẹ nên áp dụng các cách sau đây. Bố mẹ bắt đầu cho bé ăn thức ăn thô bằng cách nghiền nhuyễn thực phẩm mềm dễ nuốt mà bé thích ăn như khoai tây, khoai lang hấp, đậu xanh nghiền. Sau giai đoạn đó, bố mẹ hãy tập cho bé ăn cháo. Cháo có độ thô cao hơn đậu, do vậy vẫn phải tập cho bé để bé có phản xạ nhai. Mỗi lần nấu cháo, bố mẹ múc riêng ra một thìa cháo nguyên hạt, xay rối hơn độ mịn mà bé vẫn thường ăn một chút. Sau đó trộn từng ít một cháo xay rối vào bát cháo của bé, rồi cho bé ăn và quan sát để ý xem phản ứng của bé. Kiên nhẫn tập và tăng dần độ thô của thức ăn cho trẻ. Đến 9-10 tháng, trẻ có thể ăn được cháo hầm nguyên hạt, rau bằm và thịt xay nhỏ. Thực tế là nhiều bé không cần phải tập vì bé có thể tự bắt chước động tác nhai của bố mẹ bé. Một số bé khác không tự học được, dẫn đến tình trạng trẻ biếng ăn, ngậm thức ăn, nuốt trọng. Do đó cần áp dụng các nguyên tắc tập ngay trên để hỗ trợ bé. Và từ giai đoạn 6 tháng tuổi, bố mẹ đã có thể bổ sung thêm các sản phẩm hỗ trợ giúp trẻ ăn ngon, tăng cường tiêu hóa, bồi bổ cơ thể để trẻ phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt siro ăn ngon 3 tác động được đề cập trong phác đồ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia với các thành phần thảo dược như hạt cỏ kari, ngọn centauri và rễ cây lông đẫm vàng không chỉ đáp ứng những tiêu chí trên còn có tác dụng giúp trẻ ăn ngon, hứng khởi với việc nhai thức ăn hơn, từ đó không biếng ăn, không ngậm, không phun, ngoan ngoãn hơn trong bữa ăn. Quý vị thân mến, chúng ta không thể làm trẻ tự thay đổi hành vi ăn uống tốt hơn nếu chúng ta không hiểu và tôn trọng trẻ. Đây là nhận định của nhà giáo dục nổi tiếng Bam Leo. Phần lớn, cha mẹ quan tâm liệu trẻ ăn như thế nào, ăn bao nhiêu và trẻ có nhận đủ dinh dưỡng không. Và việc chỉ quan tâm đến chất lượng và số lượng của bữa ăn của trẻ mà không quan tâm đến sự thấu hiểu, đến nhu cầu và mong muốn của trẻ, đôi khi sẽ khiến trẻ không hợp tác và dẫn đến tình trạng trẻ bị biếng ăn. Vậy làm thế nào để thấu hiểu trẻ, để trẻ tự giác ăn ngon miệng, phát triển khỏe mạnh mà không gặp phải tình trạng biếng ăn? Đây là vấn đề đau đầu của rất nhiều bậc phụ huynh. Và ngay bây giờ, để hiểu rõ hơn chủ đề của ngày hôm nay sẽ như thế nào, xin mời tất cả quý vị và các bạn chào đón bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Thanh Thủy, phó trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 1. Dạ, xin được gửi lời chào đến bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã quay trở lại cùng với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa.
Xin chào MC Quốc Bảo. Xin chào khán giả xem truyền hình. Và bên cạnh đó, thưa quý vị và các bạn, sau khi theo dõi chương trình, nếu như tất cả quý vị còn những thắc mắc nào cần giải đáp nữa, thì quý vị đừng quên hãy liên lạc ngay với số hotline của chương trình quý vị nhé. Đó chính là số hotline 1800 8070. Các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng giải đáp cho tất cả quý vị khán giả. Quốc Bảo xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay bây giờ, Quốc Bảo xin được trân trọng kính mời bác sĩ cùng với tất cả quý vị và các bạn đến với tiểu phẩm của ngày hôm nay. Bò, ăn đi con. Đồ ăn này nấu ngon lắm, ăn đi con. Này, để ăn đi. Ăn đi. Nè, ba đi về nè. Con băng hả? Bà quánh con đau thiệt là đau luôn nè. Ăn đi. Cái gì ba quánh, ba quánh. Quánh cái gì mà quánh? Thôi con, tụi con, từ từ, không sao đâu, không ăn thôi, từ từ nha. Em thiệt tình luôn á, có mỗi cái chuyện là cho con nó ăn thôi mà không cho nó ăn được, rồi quát tháo, rồi la hét, rồi giờ hăm dọa nữa, rồi hết chuyện rồi bây giờ lôi anh ra làm như hung thần ác sát vậy đó. Làm cái kiểu đó đó nghe, không những con nó không ăn mà nó còn ảnh hưởng tới tâm lý của con nữa đó. Em làm mày á, không có hiểu con gì hết. Anh nói hay quá hả? Anh hiểu con quá hả? Hiểu chưa? Giờ đừng đi làm nữa, ở nhà đút con ăn đi, nuôi con đi. Trời ơi, tôi áp lực quá trời đi. Thấy con hàng xóm thấy mắc ham mà nó ăn quá trời ăn. Con mình không ăn một miếng nào làm sao nó lớn được chứ? Thì do em phải tìm cách nào đó, cái phương pháp nào đó để cho con ăn chứ không phải mà cứ la hét kiểu đó được. Tôi hiểu con vậy đó, anh hiểu con sao? Hiểu sao? Chè ơi. Dạ thưa mẹ mới qua. Chị mỗi cái việc cho thằng nhỏ ăn thôi mà hai đứa ngày nào cũng gây lộn hết trơn, thiệt tình luôn. Đó, mẹ coi đó, ở nhà con chỉ nói là mỗi cái công việc là chăm con, cho con ăn thôi đó, mà không cho nó ăn được, rồi cứ la hét nó hoài, tội nghiệp nhỏ không? Con khổ lắm mẹ, mẹ biết không? Bỏ việc ở nhà để lo cho nó mà nó không có chịu ăn uống gì hết trơn á. Đi ra thấy hàng xóm á, đút con ăn mà thấy ham luôn à. Con nấu đồ ăn ngon mà nó không chịu ăn. Công sức con như vậy làm sao mà con không xót ruột được chứ mẹ? Bởi vậy, đối xử với con kiểu đó hả, không có tâm lý gì hết trơn, không hiểu con gì hết trơn. Đó, đó làm sao mà con nó ăn cho được? Mẹ nói đúng rồi mẹ. Mà mẹ nói vậy có nghĩa là mẹ biết phương pháp, mẹ biết cách nào để cho cháu mẹ nó ăn được phải không mẹ? Mẹ biết phải không mẹ? Không biết. Mẹ không biết. Nhưng có người biết. Ai biết? Chuyên gia. Chuyên gia. Vâng ạ, à, thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì các nhân vật của chúng ta có đề cập tới vấn đề là không hiểu con, không biết cách chăm con dẫn đến tình trạng trẻ sẽ bị biếng ăn à. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là sự thấu hiểu của cha mẹ đối với con của mình là như thế nào không ạ? À? Trên thực tế đó, bây giờ cha mẹ đang cho trẻ ăn theo những cái cách khác nhau. Yeah. Thứ nhất là trẻ sẽ quyết định được cái lượng thức ăn của mình, nghĩa là trẻ ăn theo nhu cầu, ăn ít hay ăn nhiều gì cha mẹ cũng không mấy quan tâm. Yeah. Và có một cái cách thứ hai, đó là cha mẹ sẽ cho trẻ ăn theo một cái định mức, một cái khối lượng thức ăn được ấn định trước. Yeah. Và trẻ bắt buộc phải ăn được hết cái khẩu phần đó. Cách thứ ba là cha mẹ sẽ cho trẻ ăn dựa trên sự đáp ứng. Yeah. Thế thì thực sự trong cách chăm sóc bé đó, để hiểu được cái đáp ứng của trẻ đó, thì người chăm sóc và cha mẹ phải chịu khó quan sát. Và đây thực sự là một kỹ năng. Kỹ năng này cần phải tập, phải thực hành qua thời gian thì mình mới hiểu được rằng là đứa trẻ của mình đang cần cái gì, đang muốn cái gì. Như vậy cha mẹ chịu quan sát thì sẽ có thể thấy được những cái biểu hiện của con mình. Ví dụ như là trẻ đang chơi, trẻ rất là thích nhưng mà đột ngột trẻ lại không chơi nữa. Thì có thể là trẻ có một nhu cầu tìm một cái món gì đó để ăn chẳng hạn. Yeah. Hoặc là khi không muốn ăn nữa thì sẽ có những cái biểu hiện như là lắc đầu, ngậm, không chịu nhai, không chịu nuốt, nhè thức ăn, thậm chí là quấy khóc. Cho nên là nếu mình chịu khó quan sát thì mình sẽ biết được là cái nhu cầu của trẻ về cái cảm giác đói, no như thế nào. Và khi cái nhu cầu đó được đáp ứng thì trẻ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, sẽ thoải mái hơn, sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, hứng thú với bữa ăn. Và điều đó chính là một cái tiền đề cho cái sự hợp tác, tương tác tốt trong cái việc cho trẻ ăn cũng như là trong những cái bữa ăn tiếp theo. Yeah. Một cái ý nữa nên hiểu được rằng là cái việc tập cho trẻ ăn không phải là đơn giản, nhất là trong trường hợp tập cho những cái thức ăn mới. Bởi vì trẻ được khuyên là nên ăn đa dạng các loại thức ăn để nhận được nhiều những cái loại dưỡng chất dinh dưỡng cần cho cái sự tăng trưởng và phát triển của em bé. Thực tế là có những bé nó chỉ biết ăn một vài loại thức ăn thôi, chỉ ăn trứng không,
có bé thì không chịu ăn thịt, bé thì không bao giờ biết ăn cá. Muốn cho trẻ ăn được đa dạng thì phải tập, và muốn tập thì phải có thời gian. Có nhiều người cho trẻ ăn một món đó một lần, hai lần, thấy trẻ không chịu ăn nữa thì thôi, không tiếp tục. Thế nhưng lời khuyên nên kiên trì, dành nhiều thời gian giới thiệu cái món ăn mới đó một lần, hai lần, trẻ vẫn chưa biết ăn, nhưng mà tới lần thứ 10, lần thứ 12 thì trẻ sẽ biết ăn. Yeah. Một cái ý nữa là thực sự khi mà trẻ nó không thể dung nạp thêm được nữa thì có ép cũng rất là vô ích. Ừ. Và đôi khi chỉ cần thêm 1-2 muỗng nữa thôi thì bé nó sẽ ói ra toàn bộ những cái thức ăn mà bé đã nhận được từ đầu bữa. Yeah. Mình nên hiểu rằng là dung tích dạ dày của trẻ nó có giới hạn. Ví dụ như là ở trẻ 1 tuổi thì chỉ khoảng 200-250ml thôi. Nếu như mà mình cố gắng ép nhiều nữa thì trẻ không thể nào dung nạp được nhiều hơn. Khả năng tiêu hóa của bé nó cũng có giới hạn, nó không như người lớn đâu. Cho nên là nếu như mà mình cho trẻ ăn những cái loại chất béo no nhiều thì trẻ rất khó tiêu. Nên hạn chế thức ăn mà có nhiều chất béo hoặc là chất ngọt nhiều trước mỗi bữa ăn của trẻ. Bởi vì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc ăn uống mỗi bữa của trẻ. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ của mình. Vậy thì nếu nói về câu hỏi là nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng các bé chán ăn, không chịu ăn, tâm lý có phải là nguyên nhân chính ở đây không ạ? Đó là một trong những lý do. Nhưng mà riêng về cái khía cạnh tâm lý thì có những cái điều mà nên quan tâm. Thứ nhất là mình phải hiểu. Yeah. Mình phải thấu hiểu được con của mình đang muốn như thế nào. Qua những cái biểu hiện hàng ngày, và nếu như mà chịu khó dành thời gian quan sát thì mình sẽ biết được rằng là bé đang muốn cái gì. Có một cái sự tương tác thích hợp. Bởi vì khi mà có những cái tương tác, những cái đáp ứng như vậy thì sẽ giúp bé thoải mái hơn, thỏa mãn hơn và giúp cho cái bữa ăn nó nhẹ nhàng hơn. Vâng ạ, và trong cái tiểu phẩm vừa rồi chúng ta xem, nó cũng thể hiện được cái tình hình chung của tất cả những cha mẹ khi mà thấy con mình biến ăn quá thì ai cũng có cái tâm lý là muốn thúc ép ăn càng nhiều càng tốt, tại vì mình sót con, mình sợ con mình không đủ chất. Vậy thì đối với bữa ăn dành cho bé, và đặc biệt là những bé đang có tình trạng là biến ăn, thì đâu là một bữa ăn đầy đủ chất lượng dành cho em bé ạ? Đây thực sự là một cái vấn đề mà rất nhiều bậc cha mẹ hay mắc phải. Yeah. Đó là mình đang ép cho trẻ ăn một cái khối lượng thức ăn theo như là mình nghĩ. Yeah, và rồi. Mình sẽ muốn cho trẻ ăn hết cái khẩu phần đó. Nhưng mà cũng xin chia sẻ về cái cách chăm sóc thì cha mẹ nên lưu ý rằng là ở mỗi một cái độ tuổi khác nhau, trẻ sẽ nên ăn những cái thực phẩm phù hợp với lứa tuổi đó với một cái số lượng đủ. Yeah. Vậy thì đủ là như thế nào? Ví dụ như trẻ 6 tháng mới bắt đầu ăn dặm thì cái lượng thức ăn của bé một ngày chỉ có ăn 2 bữa thôi. Yeah. Và mỗi bữa chỉ khoảng nửa chén bột hoặc là cháo. Khi mà trẻ đến 7-8 tháng tuổi thì cái số bữa tăng lên là 3 bữa một ngày. Yeah. Và mỗi bữa cũng chỉ khoảng 2/3 chén, tối đa là 1 chén thôi. Và đến khi trẻ 1 tuổi thì số bữa ăn trong ngày là 4 bữa. Và mỗi bữa cũng tối đa là 1 chén thôi. Không nên cố gắng ép nhiều hơn như vậy. Yeah. Bởi vì khi mà ép nhiều hơn thì cái khả năng tiêu hóa hấp thu của bé nó không thể nào dung nạp được, là thứ nhất. Thứ hai là trong cái chất lượng bữa ăn, có thể bé sẽ ăn ít đi một chút, nhưng mà vẫn có thể tăng cân nếu như mà mình biết cách chế biến. Thì trong thành phần thức ăn, 4 nhóm thức ăn đó nó phải ở tỷ lệ cân đối giữa chất đạm, giữa chất bột đường, nhóm vitamin và khoáng chất. Đa phần các bà mẹ bây giờ đã biết là khi cho trẻ ăn là phải có nhóm chất béo rất quan trọng. Thế thì mỗi bữa ăn của bé mình có thể thêm hoặc là chế biến làm sao đó để có khoảng 5-10ml chất béo từ các loại dầu ăn tinh luyện. Yeah. Thì sẽ giúp cho bé biến ăn nhưng mà vẫn có thể tăng trưởng được. Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể tư vấn giúp các bậc phụ huynh những lưu ý khi tương tác với trẻ để hạn chế cái tình trạng biến ăn của các bé được không ạ? Như đã chia sẻ thì khi mà mình cho bé ăn đó thì nên dựa trên cái sự đáp ứng. Yeah. Thế thì muốn biết được rằng là trẻ đáp ứng như thế nào, mình phải hiểu được tâm lý ở mỗi độ tuổi khác nhau. Với những trẻ dưới 1 tuổi thì hầu như là trẻ chỉ cần những cái động tác vỗ về âu yếm nhẹ nhàng thì bé nó đã có thể hợp tác trong cái việc cho trẻ ăn rồi. Thế nhưng mà từ 1 đến 3 tuổi thì cái tuổi bé nó lớn lên một tí. Yeah. Và chúng ta có nghe đến cái từ là khủng hoảng tuổi lên 3. Thế thì trong cái tuổi này nếu như mà mình ép bé một cách quá mức thì bé nó sẽ phản kháng. Bé sẽ la khóc, thậm chí là lăn ra đất rồi làm những cái rất chi là quá mức. Mình sẽ phải kiên nhẫn và sẽ tiếp cận bé từ từ. Có thể là mình sẽ giảng giải cho bé hiểu về những cái lợi ích của việc ăn uống, hay là mình đưa ra những cái hình tượng, những cái nhân vật mà bé nó yêu thích để cho bé nó cảm thấy thích thú ăn, để mà giống như những nhân vật mà mình yêu thích vậy. Yeah. Khi trẻ từ 3 đến 6 tuổi, trẻ có ý nó tự lập hơn. Đúng rồi. Có thể là tự xúc ăn,
Cho nên là việc khuyến khích trẻ tham gia bữa ăn cùng với người lớn, cùng với gia đình là rất là nên. Bởi vì trẻ sẽ học được nhiều cách ăn uống và đa dạng những cái loại thức ăn từ cái bữa cơm gia đình đó. Từ 6 đến 12 tuổi thì lúc này bé đã có nhận thức kha khá rồi. Bé đã có thể đưa ra cái sở thích về ăn uống, món như thế nào. Và rồi có thể tham gia vào cái việc chọn lựa thực phẩm, tham gia vào việc chế biến các món ăn. Và đó chính là cái động lực làm cho bé cảm thấy bữa ăn nó vui vẻ và nó nhẹ nhàng hơn. Khi mà tâm lý bé thoải mái thì cái bữa ăn nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ vui vẻ hơn. Ngoài việc tìm hiểu về những cái đặc trưng tâm lý ở mỗi lứa tuổi thì việc bé biến ăn kéo dài nên bổ sung những sản phẩm hỗ trợ có ba tác động từ thảo dược, có thành phần như là dịch chiết hạt cỏ kari, dịch chiết từ long đẫm vàng hoặc là chiết xuất từ century, từ phấn hoa, mầm lúa mì. Thì những chiết xuất này đó giúp bé nó cảm giác ăn ngon miệng hơn, tiêu hóa tốt hơn và bổ sung thêm những cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Như vậy là qua chương trình ngày hôm nay, các bậc phụ huynh đã có thêm thông tin về cách thấu hiểu trẻ hơn để hạn chế tình trạng trẻ biến ăn. Còn đối với tình trạng trẻ biến ăn kéo dài, chúng ta cần một giải pháp ba tác động toàn diện giúp trẻ ăn ngon, tăng cường tiêu hóa, hấp thu, bổ sung vi chất từ thực vật như bác sĩ đã chia sẻ. Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Ngay bây giờ xin được mời bác sĩ và tất cả quý vị khán giả sẽ cùng quay trở lại tình huống của ngày hôm nay. Hiểu rồi đó. Nghe chưa con? Dạ. Đó, chuyên gia người ta phân tích ra từng độ tuổi nè để cho cha mẹ tương tác với con, thấy không? Để cho con nó hiểu và con nó ăn ngon hơn. Dạ, đó. Mẹ biết không? Từ đó giờ con cứ quan tâm cái chuyện là nấu ăn ngon cho con mà không quan tâm đến chuyện là nó có vui vẻ khi ăn hay đó. Không. Toàn là ép nó ăn, rồi la nó không mà đúng mẹ. Đúng rồi, ngoài cái chuyện đó ha, bà cũng có lỗi nữa. Dạ sao vậy mẹ? Là bà phải qua đây thường xuyên để biết con cháu nó ăn như thế nào. Dạ. Nhưng hôm nay bà có giải pháp rồi. Giải pháp gì vậy mẹ? Có quà cho bò nè. Đây. Cái này nó rất hợp với cháu của mẹ. Đây là siro ăn ngon ba tác động, có thành phần từ 100% thảo dược châu Âu, giúp ăn ngon tự nhiên, tiêu hóa hấp thu tốt, bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Sản phẩm dành cho bé từ 6 tháng tuổi, vị ngọt thanh rất là dễ uống. Dạ con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Trời ơi, mẹ qua đây á, mẹ cho quà rồi mẹ còn nhờ bác sĩ để tư vấn cho tụi con nữa. Chắc chắn á, bo nhà mình sẽ không còn biến ăn nữa. Dạ. Đúng rồi đó con, mẹ cũng yên tâm hơn ha. Chứ nhìn thấy nó ốm o gầy mòn vậy thì có mẹ rầu hết sức luôn vậy đó. Trong khi ba mẹ nó thì mập quá trời. Con đừng dùng từ mập, nó buồn. Dạ. Phải gọi là nó mịn mỉm. Dạ. Vậy thì mình yên tâm về bo nhà mình rồi. Thôi thì có gì để con mời mẹ ha, rồi cả nhà mình nè cùng nhau đi ăn bữa ha, rồi mình đi chơi này kia luôn nha. Con chịu không? Ăn ngủ đi con. Giỏi quá. Vâng ạ, rất là vui mừng khi mà tiểu phẩm ngày hôm nay của chúng ta, những nhân vật đã tìm ra giải pháp để giúp bé có thể cải thiện cái tình trạng biến ăn. Và bên cạnh đó xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều trong ngày hôm nay đã ngồi đây để truyền đạt đến cho tất cả quý vị khán giả rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm về tâm lý dành cho các trẻ nữa. Nếu như tất cả quý vị còn những thắc mắc nào cần giải đáp nữa thì quý vị đừng quên hãy liên lạc ngay với số hotline của chương trình quý vị nhé. Đó chính là số hotline 1800 8070. Các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng giải đáp cho tất cả quý vị khán giả. Một lần nữa, Quốc Bảo thay mặt cho chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon ba tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Và quý vị ơi, đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta nhé, 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và bác sĩ Thủy xin được gửi lời chào và tạm biệt tất cả quý vị khán giả và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những tập tiếp theo của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Có mỗi cái chuyện là cho con nó ăn thôi mà không cho nó ăn được, rồi quát tháo, rồi la hét, rồi giờ hâm dọa nữa, rồi hết chuyện rồi bây giờ lôi anh ra làm như hung thần ác sát vậy đó. Làm cái kiểu đó đó nghe, không những con nó không ăn mà nó còn ảnh hưởng đến tâm lý của con nữa đó. Em làm mẹ mà không có hiểu con gì hết. Anh nói hay quá ha, anh hiểu con quá ha. Hiểu chưa? Vậy đừng đi làm nữa, ở nhà đút con ăn.